preview. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm hết sức độc đáo và thú vị. Đó chính là một chiếc cốc có hình đầu của Gundam. Cụ thể đây là đầu của Gundam rất là huyền thoại RX-782. Ở đây mình có một mẫu Gundam RX-782. Vì mình cũng là một người rất là thích Gundam nên là mình đã sở hữu cho mình một em Gundam. Mẫu sản phẩm hôm nay của chúng ta dựa trên hình tượng của em Gundam này. Giới thiệu cho các bạn chưa biết thì Gundam RX-782 này là Gundam đầu tiên. Gundam đã có bề dày lịch sử 40 năm và được hâm mộ trên toàn thế giới. Mình hôm nay xin được giới thiệu mẫu cốc có hình đầu của con Gundam này. Thì khi nhìn hộp thì chúng ta có thể thấy được các hình ảnh của cốc và cũng như là hình ảnh của con robot Gundam này. Rất tiếc là đây là chiếc hộp khi được vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có hơi bị méo một chút, nhưng mà sản phẩm bên trong không vấn đề gì. Và ok, bây giờ thì mình sẽ mở hộp này ra để xem bên trong là như thế nào. Đây, mở bên trong ra, sản phẩm của chúng ta ở trong đây. Đây như nào? Ok. Đây, sản phẩm của chúng ta được để trong một cái túi bóng ở trong để bảo quản. Ok, mà mình bây giờ sẽ lấy chiếc cốc ra nhá. Ta-da! Đây, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đây, một chiếc cốc có hình đầu của Gundam RX-782. Đó. Nhận định ban đầu thì nếu mà nhìn bên ngoài thì không ai có thể nghĩ đây là một chiếc cốc cả, vì nó nhìn giống như một sản phẩm mô hình hoặc một sản phẩm đồ chơi rất đẹp mắt. Tại vì khi mình nhìn so sánh chi tiết với cả cái mẫu mô hình của Bandai này với cả chiếc cốc này thì mình thấy là các chi tiết được mô phỏng giống đến 80-90% với cả mẫu mô hình, cho thấy độ làm chi tiết của sản phẩm khá là tốt. Cốc thì hoàn toàn được làm bằng nhựa cứng và được sơn các chi tiết màu đỏ, màu vàng và màu đen. Và ở phía đằng sau thì có một chiếc quai cầm như thế này. Và khi chúng ta ấn cái lẫy ở đây thì chúng ta mở chiếc cốc ra thì chiếc cốc bên trong là có một lớp inox. Có một lớp inox bên trong. Và như thế này thì rất thuận tiện, tại vì chúng ta có thể uống nước đá, uống nước nóng mà vẫn giữ được nhiệt. Đây, chiếc cốc này thì tại vì nó bên trong là có lớp inox này nên là khi uống thì giữ được nhiệt rất tốt. Đây, phía bên trong lòng cốc làm hoàn toàn bằng inox. Đây, khi đóng lại thì chúng ta có được một mẫu mô hình. Đây sẽ là một sản phẩm trưng bày rất là thú vị cho bàn làm việc của bạn, cũng như là một món quà tặng cho ai là fan của mô hình robot cũng như là mô hình của Gundam. Ok, xin cảm ơn các bạn.